Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay, thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 2015, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Tìm hiểu xem Facebook của Bộ trưởng Y tế có gì và liệu người dân có dễ dàng tương tác với Bộ trưởng theo phương thức mới hay kênh thông tin này rồi cũng sẽ nguội như nhiều đường dây nóng hiện nay của ngành y tế. Trong một vụ tai nạn hy hữu, xe khách chất lượng cao leo lên thành cầu khiến hàng chục hành khách hoảng loạn. Người dân chung cư khó lấy được sổ đỏ trong 30 ngày như quy định mới và tình trạng chây ì, sách nhiễu trong đảm bảo quyền lợi của người mua sẽ vẫn diễn ra. Và trong phần tin quốc tế, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc, nhưng cho rằng Trung Quốc không nên bắt nạt các nước nhỏ hơn như là Việt Nam và Philippines trong cả tranh chấp chủ quyền và kinh tế. Cuộc đoàn tụ có thể coi là hiếm có của một bé gái với bố mẹ đẻ sau 10 năm bị bắt cóc. Mở đầu là một thông tin về y tế, về một dịch bệnh hiện đang khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm lo lắng, đó là bệnh ho gà. Nếu như tuần trước tại Bệnh viện Nhi Trung ương có chùm ca bệnh với 8 bệnh nhân phải nằm điều trị, thì sang tuần này số bệnh nhân đã tăng lên 21, cho thấy bệnh dịch ho gà đang diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng lên từng ngày. 21 bệnh nhân, bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, hầu hết ở các tỉnh miền Bắc, dẫn đầu là Hà Nội, tiếp sau là các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh. Theo các bác sĩ, so với các năm, bệnh cảnh bệnh nhi mắc ho gà năm nay nặng hơn. Hầu hết trẻ vào viện chưa tiêm ngừa ho gà, có cháu đã tiêm thì tiêm muộn hơn so với khuyến cáo của lịch tiêm chủng. Trong khi đó, tại các phòng tiêm dịch vụ, đang có hàng ngàn trẻ phải đợi vaccine 5 trong 1 hoặc 6 trong 1 có thành phần ho gà. Tuy nhiên năm nay, loại vaccine này cũng rất thiếu. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến bệnh nhân mắc ho gà tăng lên trong thời gian này. Ho gà là bệnh lây qua đường hô hấp, nên trẻ chưa được tiêm ngừa hoặc chưa có miễn dịch đều có nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Hiện chương trình tiêm chủng mở rộng có vaccine 5 trong 1 Quinvaxem miễn phí, nhưng những tai biến sau tiêm năm 2013 và đầu năm 2014 có phần làm các bậc cha mẹ lo ngại không cho con tiêm loại vaccine có thành phần ho gà này. Trả lời báo chí mới về hạn chế trong truyền thông của Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết Bộ Y tế đã có đổi mới về truyền thông và đặc biệt Bộ trưởng sẽ lắng nghe ý kiến của người dân qua Facebook. Khi có sai sót, vi phạm thì làm nghiêm để loại bỏ những con sâu làm sầu nồi canh. Đây có thể coi là một tin vui với người dân khi những vấn đề mình gặp phải sẽ đến thẳng được với người đứng đầu ngành y để sớm được xem xét giải quyết. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng còn không ít những băn khoăn về cách làm này. Bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi đến tận cùng của những băn khoăn đó. Và trước hết, chúng ta sẽ cùng xem Facebook của Bộ trưởng Y tế có gì. Trong số gần chục trang Facebook về Bộ trưởng Y tế, hai trang đông người theo dõi nhất, từ hình đại diện cho đến ảnh bìa đều giống nhau, chỉ có số lượng người theo dõi là khác nhau, nhưng đều rất lớn, lên tới cả chục nghìn người. Và người dân có lẽ chẳng thể biết được đâu mới là trang Facebook chính thức của Bộ trưởng để phản ánh ý kiến của mình. Trao đổi qua điện thoại với VTC14 hôm nay, ngay cả thư ký của Bộ trưởng Tiến cũng lúng túng khi xác nhận trang Facebook nào chính thống. Ngoài ra, cả hai trang tôi đều đăng tải thường xuyên những thông tin của ngành y tế và đều có ý kiến của người dân nhưng đều không hề có bất cứ một phản hồi nào của người điều hành trang. Ý kiến thắc mắc của người dân cũng rất đa dạng, từ khó khăn, bất cập của thủ tục bảo hiểm y tế đến tình trạng giá toa thuốc cắt cổ tại bệnh viện. Chính vì thế, đã có ý kiến băn khoăn rằng liệu Bộ trưởng có trực tiếp đọc được những lời này hay chỉ là cấp dưới lập lên để làm đẹp hình ảnh lãnh đạo. Bộ trưởng Bộ Y tế, người đứng đầu ngành vốn chịu nhiều sức ép dư luận kể từ ngày bà nhậm chức. Số phiếu tín nhiệm của bà thấp so với nhiều vị bộ trưởng cùng được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm hồi tháng 5 năm 2013. Và gần đây nhất, hồi tháng 4 năm 2014, bà bị dư luận kêu gọi từ chức vì các phản ứng chậm trước diễn biến xấu của dịch sởi với hơn 100 trẻ tử vong. Câu hỏi đặt ra là liệu người dân có dễ tương tác với người đứng đầu ngành y tế qua mạng xã hội hay không? Dù ai cũng biết rằng nếu làm tốt điều này, hiệu quả công việc cũng như là hình ảnh của bà trong mắt người dân sẽ được cải thiện rất nhiều so với hiện nay.
Sau đường dây nóng thì Facebook cá nhân có thể được coi là một kênh thông tin để giúp tiếp nhận những chia sẻ của người dân trong quá trình khám chữa bệnh đến với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Thế nhưng mà dường như kênh thông tin này còn khá lạ lẫm và rất khó để tiếp cận đối với nhiều người bệnh. Tại bệnh viện này, thông báo về đường dây nóng được đặt ngay ở cửa ra vào. Còn thông tin về việc người đứng đầu ngành y tế tiếp nhận thông tin từ người bệnh qua Facebook dường như không phải là một thông tin chính thống, ngay cả với các nhân viên y tế, nên không có bất cứ thông báo nào. Cái này thì mình chưa tìm hiểu, chưa biết được. Nhiều người bệnh sau khi được nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi có vấn đề cần phản ánh, đã tìm Facebook của Bộ trưởng. Nhưng giữa nhiều trang Facebook như thế này, đâu là thật, đâu là giả, họ không thể xác định. Hiện tại còn có nhiều trường hợp giả mạo Facebook. Thế nên là mà đôi khi thời gian người ta sẽ không nhiều để mà có những cái thắc mắc em đưa ra mà có thể lên trả lời giúp em. Người phụ nữ này đã ngồi loay hoay hàng giờ đồng hồ với chiếc điện thoại để mong đăng tải được ý kiến của mình lên trang cá nhân của Bộ trưởng Y tế. Nhưng cả sự khó khăn và e ngại cuối cùng đã khiến chị dừng lại. Hiện tại nhà tôi bây giờ cũng muốn có một vài cái ý kiến đến bệnh viện nhưng mà cũng không thể cập nhật ngay bây giờ được và Bộ trưởng cũng không thể trả lời luôn được ấy. Trong nỗ lực nâng cao hiệu quả điều hành cũng như cải thiện hình ảnh của mình, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hoàn toàn có thể sử dụng Facebook để xây dựng hình ảnh của mình trước công chúng. Thì tôi cũng mong là chỉ cần là hàng ngày Bộ trưởng chỉ dành độ khoảng nửa tiếng đến một tiếng để check Facebook. Đấy, và để trả lời những cái thắc mắc của người dân. Thì để lắng nghe ý kiến của các bệnh nhân, nghe các phản hồi ý kiến hiện nay để thu thập rồi làm sao để cho kết quả một ngày tốt đến các bệnh nhân được an tâm hơn. Kỳ vọng của người dân nếu trở thành hiện thực cũng là minh chứng cho việc Bộ trưởng Y tế là một lãnh đạo ngày một cầu thị, biết lắng nghe người dân và ứng xử như một chính khách chuyên nghiệp. Một cảnh quay. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng mới đây đã yêu cầu các cơ quan chủ động đưa thông tin chính thống lên các mạng xã hội như Facebook. Điều này thể hiện tầm nhìn của người đứng đầu chính phủ về vai trò và tác động của truyền thông nói chung và mạng xã hội nói riêng trong bối cảnh bùng nổ công nghệ mới và trước yêu cầu về quyền tiếp cận thông tin của người dân như hiện nay. Phải thừa nhận rằng những thông tin thiếu chính xác, thậm chí là sai trái, bịa đặt và mang ý đồ xấu, gây hoang mang và làm nhiễu loạn dư luận đã có lúc khiến không ít cơ quan quản lý có cái nhìn thiếu thiện cảm với những công cụ này. Nhưng theo lời Thủ tướng, không thể cấm đưa thông tin lên mạng, đồng thời phải đưa thông tin chính thống lên mạng xã hội để chính những thông tin đúng đắn, chính xác trở thành chủ đạo, sẽ không để thông tin sai trái lấn át. Hiện tại công cụ đang được sử dụng rộng rãi để Bộ Y tế lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, đó chính là hệ thống đường dây nóng. Hệ thống này được thiết lập theo 3 cấp: Bộ Y tế, Sở Y tế và các bệnh viện. Mỗi đường dây nóng có hẳn một kíp trực 24/24 giờ. Tuy nhiên, dư luận cho rằng đường dây nóng thời gian qua hoạt động chưa thực sự hiệu quả. Và đây chính là cơ sở để người dân băn khoăn về tính hiệu quả khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chọn thêm kênh tương tác với người dân, đó là mạng xã hội. Nhận ý kiến phản ánh về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của Bộ Y tế, bạn vui lòng chờ máy trong giây lát. Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển đến bàn điện thoại viên. Gọi đến vài lần trong giờ hành chính, nhưng đường dây nóng của Bộ Y tế đều bận. Điều tương tự cũng xảy ra ở một số đường dây nóng của các bệnh viện. Thậm chí, có đường dây nóng còn báo thuê bao không thể liên lạc được. Và nếu người bệnh có kết nối được với đường dây nóng thì hiếm khi họ hài lòng sau cuộc trò chuyện. Hỏi tín kẽ lắm, cho tôi hỏi là người nhà bệnh nhân nằm ở khoa nào, phòng nào, bác sĩ nào điều trị. Chứ còn ở đây nhiều cái bức xúc lắm nhưng mà chưa có nơi để phản ánh. Trên thực tế, tại các bệnh viện, đường dây nóng đều được công bố ở những nơi bệnh nhân dễ nhìn thấy nhất. Tuy nhiên, vì không có hướng dẫn cụ thể nên nhiều cuộc gọi không đúng phạm vi giải đáp. Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, trong một năm qua, có tới 2/3 số cuộc gọi đến hệ thống đường dây nóng là sai phạm vi tiếp nhận. 80-70% là vấn đề hành chính, thắc mắc về điểm nóng là những khám xét, hoặc 20-30% về những cái điều khó nói hoặc hỏi hôm tuần cuối tuần ở bệnh viện có khám không. Và nếu có phản ánh đúng phạm vi giải đáp,
thì không phải lúc nào người dân cũng hài lòng sau 1-2 cuộc điện thoại. Đường dây nóng này sẽ giúp chỉ ra là thái độ, thứ hai là những cái tắc trách giải quyết không kịp thời trong về chuyên môn ở từ bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, và không giải quyết được thì đường dây nóng lên Sở Y tế, và không giải quyết nữa thì đường dây nóng lên Bộ Y tế. Bấm số điện thoại, một thao tác rất đơn giản mà người dân còn gặp khó khăn thì không hiểu việc truy cập một trang mạng xã hội, viết những dòng ý kiến và chờ Bộ trưởng trả lời còn khó khăn đến mức nào. Và từ thực tế này, người dân hoàn toàn có quyền đặt ra câu hỏi, trang Facebook của người đứng đầu bộ liệu có nguội lạnh như đường dây nóng? Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng là một trong số ít những vị bộ trưởng công khai số điện thoại cá nhân từ sau khi nhậm chức, để người dân có thể phản ánh trực tiếp những vấn đề bức xúc liên quan đến lĩnh vực ông quản lý. Trên thực tế thì nhiều vụ việc đã được xử lý nhanh chóng sau khi người dân gửi tin nhắn đến bộ trưởng. Dù số vụ việc được giải quyết chưa nhiều, song có thể thấy đây cũng là cách để vị tư lệnh ngành giao thông trở nên gần gũi với người dân hơn. Những tin nhắn người dân gửi đến Bộ trưởng Thăng đa phần đều không phải là những vấn đề quá to tát, nhưng không ít trong số đó đã được ông xử lý ngay, khiến cho người dân cảm thấy hài lòng. Đó là trường hợp hành khách bị nhân viên bán vé tàu bắt đi đổi tiền lẻ với thái độ khó chịu hậm hực. Nhân viên này sau đó đã bị kỷ luật. Hay trường hợp nhóm hành khách ra sân bay đúng giờ, nhưng được thông báo là máy bay đã cất cánh. Tin nhắn sau đó được Bộ trưởng chuyển tiếp đến Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và đại diện Vietjet Air xử lý. Hay thậm chí, phải mua một bát mì tôm không thịt với giá 100.000 đồng tại nhà ga T2 sân bay Nội Bài. Hành khách cũng nhắn tin mách Bộ trưởng. Nhà hàng này sau đó đã bị đóng cửa vì bán quá giá quy định. Nhiều tin nhắn gửi đến Bộ trưởng Thăng còn là để phản hồi những chính sách giao thông hay phản ánh chất lượng đường xá. Có thể thấy, việc công bố số điện thoại cá nhân của Bộ trưởng Đinh La Thăng và không để việc công bố đó chỉ là hình thức đã phần nào giúp người dân được lên tiếng về việc bị hành là chính lâu nay, và họ tin rằng đã có một địa chỉ tin cậy để giải quyết những vấn đề bức xúc của mình. Máy giải, máy lưu chứ. Sự xuất hiện của Internet cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của các mạng xã hội đã và đang đưa con người nhích lại gần nhau hơn, bất chấp mọi khoảng cách về mặt địa lý. Những ưu điểm của mạng xã hội đang được con người tận dụng tối đa nhằm phục vụ cho cuộc sống và công việc của mình. Thậm chí là tại các nước phương Tây, mạng xã hội từ lâu đã trở thành công cụ đắc lực của các chính khách trong việc tiếp cận dân chúng, và từ đó thì củng cố hình ảnh của họ trong lòng quần chúng. Bình dân, rộng khắp, nhanh và tiện lợi, đó là những ưu điểm của mạng xã hội Twitter. Nhờ những yếu tố này, Twitter đang trở thành công cụ giao tiếp phổ biến của các chính khách tại Bắc Mỹ và châu Âu với người dân. Đi đầu là Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Thủ tướng Anh David Cameron. Ngày nay, đời sống của con người chủ yếu diễn ra trên phương tiện truyền thông xã hội. Do đó, mạng xã hội chính là cách mà các chính khách tiếp cận với quần chúng nhanh nhất. Lợi ích tuyệt vời nhất của công cụ này là tính tương tác. Đó là lý do mà các chính trị gia không thể bỏ qua những thứ như Twitter hay Facebook. Trong bối cảnh có một bộ phận công chúng không mấy quan tâm đến đời sống chính trị và những phát ngôn của một số chính khách đôi khi vẫn được cho là xa rời thực tiễn, nhiều chính trị gia đang dùng đến mạng xã hội để kết nối với dân và thông báo các chính sách mỗi khi cần. Hành động này dễ dàng lọt vào tai mắt của hàng triệu người, đồng thời dễ dàng nhận được ý kiến đóng góp phản hồi mà không phải mất nhiều công sức. Chỉ trong một ngày, hàng chục triệu tin nhắn được đưa lên mạng Twitter. Điều này đã dẫn đến một số dự đoán rằng những cập nhật về tin tức của chính trị gia trên mạng xã hội sẽ được coi như tin sốt dẻo, chẳng khác gì chúng được đưa ra từ một cuộc họp báo hay phỏng vấn trực tiếp. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã xảy ra một sự cố giao thông hy hữu giữa xe khách Phương Trang và một xe tải đi ngược chiều. Sự cố khiến xe khách Phương Trang leo lên cả thành cầu. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay tại cầu Láng Sen, ô tô tải mang biển kiểm soát 65C01278 đang lưu thông trên quốc lộ 80 hướng từ thành phố Rạch Giá đi thành phố Cần Thơ. Khi chuẩn bị qua hết cầu Láng Sen thì va chạm với ô tô khách của hãng Phương Trang mang biển kiểm soát 51B04228 lưu thông chiều ngược lại. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách Phương Trang. Ô tô tải đã qua gần hết cầu, nhưng xe Phương Trang vẫn lao tới. Tài xế xe khách sau đó đã lách sang bên phải, tránh cú tông đối đầu, dẫn tới xe leo lên cầu. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng vụ tai nạn cũng khiến hơn 30 hành khách hoảng loạn. Vụ việc thêm một lần nữa cảnh báo về nguy cơ tai nạn xe khách dịp giáp Tết.
Hệ thống biển báo là để góp phần giúp người tham gia giao thông được an toàn thuận lợi. Đồng thời nội dung biển báo cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những vụ vi phạm giao thông. Tuy nhiên một điều khá lạ là các biển báo cấm xe ô tô lưu thông trên đường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã bị bôi đen. Chính vì sự bôi đen này khiến cho những biển cấm không còn hiệu lực của nó. Và đây là cái cớ để các đối tượng đối phó với luật giao thông mà không sợ bị xử lý. Và sau đây là ghi nhận của nhà phóng viên. Đây là tuyến đường dân sinh cấm xe ô tô lưu thông từ khu công nghiệp Bình Chiểu hướng ra quốc lộ 1A. Tuy nhiên, những chiếc xe ben như thế này vẫn ngang nhiên lưu thông bất chấp nguy hiểm cho người dân. Buổi trưa thì rất là bình thường, nhưng mà cái về phòng buổi chiều khoảng cái giờ cao điểm á, là xe có như là nó cũng có những cái xe tải nó đi cũng làm cho người dân cũng hơi lo lắng chút xíu. Một điều lạ là các biển cấm trên tuyến đường này đều bị ai đó bôi đen hơn một tháng nay. Đây là hành động có chủ đích và chính sự bôi đen này khiến những tấm biển không còn hiệu lực. Điều này cũng khiến các cơ quan chức năng địa phương không thể xử lý được các xe vi phạm. Các xe tải lớn vì thế lưu thông thường xuyên khiến tuyến đường này bị hư hỏng nặng. Nhiều đoạn bị bong chóc, lở ổ gà gây nguy hiểm cho người đi đường. Những đầu nhìn thì không biết tại vì đã bôi cái tấm bảng đã bị che rồi. Bị lớp sơn che đen lên không biết nên là bảng ngược chiều. Cái giờ là khoảng chiều tối, khoảng 9-10 giờ đêm hay là hoặc là 5-6 giờ sáng. Đó. Là thường hay đi vô cái đường này rất là nhiều. Mặc dù ít xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhưng những chiếc xe tải này lại là nỗi ám ảnh khiến nhiều người dân cảm thấy lo lắng khi lưu thông ra đường. Cái xe ben nó chở đi đất cát nó coi như nó bay bụi vào tố mua nhà, ngày nào cũng vậy, bụi mù à. Xe ben chở đất chở nhiều lắm, nó còi cơ trưa giữa trưa trước là coi như là nó đi bạt mạng như là kiểu phóng, sợ lắm. Bôi đen để vô hiệu hóa các biển cấm là một cách thức khá mới để các đối tượng đối phó với luật giao thông. Điều lạ nữa là các cơ quan chức năng ở đây đều biết rõ nhưng không hề thay thế hay có biện pháp xử lý khác trong suốt một thời gian dài. Và đương nhiên, chủ nhân của hàng trăm chiếc xe tải này biết rất rõ điều đó, thoải mái vi phạm mà không hề sợ bị xử lý. Sáng nay mùng 2 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Đường Thủy, Tổng cục 7, Bộ Công an làm Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam theo diện biệt phái. Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng sau khi đảm nhiệm vị trí mới được kỳ vọng là sẽ góp phần tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đặc biệt trong trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe. Đây cũng là những vấn đề nóng và được cho là tồn tại nhiều tiêu cực chưa thể giải quyết của ngành giao thông. Giao thông là lĩnh vực sử dụng nhiều ngân sách nhất và có nhiều dự án lớn hiện nay. Thời gian qua, bộ này đã tiếp nhận nhiều cán bộ công an biệt phái sang giữ các nhiệm vụ quan trọng tại Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, vụ tổ chức cán bộ, Cục Hàng không, Cục Đăng kiểm. Đặc biệt là sau các vụ việc như là quan chức đường sắt nhận hối lộ từ công ty tư vấn GTC của Nhật hay là các sự cố uy hiếp đến an toàn bay hàng không. Sáng nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận hàng loạt xe chữa cháy công nghệ hiện đại mua từ Pháp, trong đó có 3 xe robot. Đây là loại xe chuyên dụng có thể điều khiển tự động, lần đầu tiên được sử dụng trong công tác chữa cháy tại Việt Nam. Trong tổng số 12 xe có 4 xe chữa cháy cơ động, 3 xe robot hay còn gọi là xe chuyên dụng điều khiển tự động chữa cháy đa năng và phá dỡ công trình. Ngoài ra còn có loại xe chuyên dụng xử lý độc hại môi trường, xe chữa cháy đường hầm và một xe cầu cứu hộ đường hầm. Đây là những phương tiện hiện đại do tập đoàn Gimex Cộng hòa Pháp sản xuất. Lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các xe này được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu chữa cháy cứu hộ trong những điều kiện công trình bị sụp đổ, sự cố xảy ra trong đường hầm hoặc xử lý hóa chất. Hiện tại cả nước có hơn 900 xe chữa cháy, thế nhưng có tới 40% trong số này chất lượng không tốt. Theo quy định mới về việc cấp sổ đỏ cho các khu chung cư của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu từ năm 2015, chủ đầu tư của các tòa nhà chung cư phải làm sổ đỏ cho người dân trong 30 ngày ngay sau khi công trình hoàn thành.
Với quy định này thì rất nhiều người dân đang sinh sống trong các tòa chung cư hiện nay hy vọng rằng sẽ sớm cầm trên tay cuốn sổ để chứng minh quyền sở hữu với tài sản vẫn được coi là quan trọng nhất của một đời người. Tuy nhiên, quy định này liệu có chấm dứt được tình trạng rất nhiều khu chung cư thời gian qua nợ sổ đỏ hoặc là cố tình chây ý không làm sổ đỏ cho người dân hay không? Và câu chuyện làm sổ đỏ có thực sự không hành người dân nữa hay không thì vẫn là câu hỏi lớn. Sau khi nhận nhà từ chủ đầu tư, để không phải chờ đợi lâu và tránh những thủ tục rườm rà, chị Nguyễn Thu Trang ở Hoàng Mai, Hà Nội đã đích thân đi làm sổ đỏ dù trách nhiệm này lẽ ra thuộc về chủ đầu tư. Đối với hội gia đình như mình ấy, thì khi mà mình thấy đi làm sổ đỏ mình cũng thấy là thủ tục nó nhanh gọn hơn, mình cảm thấy bớt stress hơn. Ví dụ như là như nhà mình đi làm thì mình có thể đến trực tiếp ủy ban nhân dân và đến phòng một cửa mình nộp hồ sơ. Đầu tư một cái khu đô thị hoặc là một cái khu chung cư thì bản thân trong đó có rất nhiều căn hộ thì chúng tôi cũng không thể nào mà có thể là vì làm thì chúng tôi bị chia theo đợt chứ không thể là tập hợp từng hồ sơ rồi thì chúng tôi mang từng hồ sơ đơn lẻ lên văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục. Trong khi nhiều doanh nghiệp viện các lý do khác nhau để trì hoãn việc làm sổ đỏ cho người dân, thì nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính nằm ở chỗ phần lớn các chủ đầu tư thiếu các giấy tờ, ăn bớt công đoạn, vội vàng hoàn thiện bàn giao công trình cho người dân. Về nguyên tắc tức là người ta mua nhà xong thì phải được cấp sổ ngay. Anh đã phải chuẩn bị cái thủ tục đó từ trước nữa rồi. Để người ta mua nhà xong thì anh đồng thời anh trao sổ cho người ta luôn. Nhưng chủ đầu tư không làm được cái việc gì và cũng không làm được cái việc là từ cái thời điểm mà thanh lý hợp đồng mà đến lúc cấp sổ là nó trong cái hạn định của pháp luật cho phép. Mà còn nhũng nhiễu nhiều hơn là phải thêm từng này tiền thì tôi mới làm sổ. Dự án khác lại phải thêm từng khác tiền nữa. Việc tiến hành làm sổ đỏ cho các căn hộ chung cư hiện nay được thực hiện làm hai giai đoạn. Đầu tiên, khi hoàn thiện công trình, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho văn phòng đăng ký đất đai sở tại. Quá trình này được thực hiện trong vòng 30 ngày. Sau khi nhận được quyết định đủ điều kiện cấp sổ mới, đến giai đoạn chủ đầu tư nộp hồ sơ cá nhân của từng căn hộ. Quy trình này cũng diễn ra trong vòng 30 ngày. Như vậy, với một công trình được cho là có hồ sơ sạch thì cũng phải mất ít nhất là 60 ngày thì sổ đỏ mới đến được tay từng hộ dân. Việc thẩm định pháp lý của chủ đầu tư và cái việc thẩm định hồ sơ cá nhân của hộ gia đình cá nhân cùng một lúc thì cái thời gian đó sẽ phải kéo dài hơn là 45 ngày theo quy định của quy định 94. Chật chội, đông đúc vẫn luôn là cảnh tượng diễn ra tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Quy định 30 ngày chủ đầu tư phải hoàn thiện sổ đỏ cho người dân chung cư đang giúp người dân an tâm khi mong muốn làm chủ tài sản cả đời mới gây dựng nên. Tuy nhiên, lấy được sổ đỏ trong 30 ngày không phải là điều dễ. Tiêu cực cũng có thể phát sinh từ đây. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Căng thẳng trên Biển Đông cùng với sự bành trướng của Trung Quốc lâu nay vẫn là mối quan tâm của nhiều quan chức hàng đầu thế giới như Anh, Đức và Mỹ. Đã có không ít các tuyên bố chỉ trích hành động gây hấn trên khu vực Biển Đông trong thời gian qua của chính quyền Beijing. Và mới đây nhất là phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama đưa ra ngày hôm qua, được trang Indian Express đăng tải với nội dung Washington ủng hộ sự phát triển của Beijing nhưng Trung Quốc không nên cậy thế để bắt nạt các nước nhỏ hơn trong cả tranh chấp chủ quyền lẫn kinh tế. Trang tin Indian Express dẫn lời Tổng thống Mỹ trong một chương trình đối thoại diễn ra vào ngày hôm qua tại Mỹ cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc mang lại rất nhiều lợi ích cho Mỹ và Washington muốn duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với Beijing. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng sự phát triển của Trung Quốc không nên gây ảnh hưởng đến những nước nhỏ như Việt Nam hay Philippines trong vấn đề hàng hải, mà hãy cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc cũng không nên thao túng tiền tệ để giành lợi thế kinh doanh mà các nước khác không có. Tuyên bố của Tổng thống Obama được đưa ra sau khi Trung Quốc có những phản ứng tiêu cực với chuyến công du đến Ấn Độ của ông hồi tuần trước. Các báo chính thống của Trung Quốc đều cho rằng Washington đang cố biến New Delhi trở thành một đồng minh. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày này, ông Obama và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký một tuyên bố chung, trong đó tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ an ninh hàng hải,
và đảm bảo quyền tự do đi lại cả trên biển và trên không, đặc biệt là ở Biển Đông, nơi thường xuyên xảy ra tranh chấp và Trung Quốc luôn bị cáo buộc gây hấn với nhiều quốc gia trong khu vực, song luôn thiên về cách giải quyết song phương với các nước có tuyên bố chủ quyền. Đây được cho là chiến thuật chia để trị khi Trung Quốc có lợi thế nước lớn trên bàn đàm phán với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Mới đây, đơn vị pháo binh số 2, đồng thời là lực lượng tên lửa chiến lược Trung Quốc đã triển khai tên lửa đạn đạo chống hạm ở tỉnh Guangdong, phía nam nước này. Động thái trên được cho là để ngăn chặn tàu chiến, tàu sân bay Mỹ tiến vào khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Tiếp sau động thái tung video chặt đầu nhà báo Nhật Bản Goto Kenji gây chấn động dư luận, tổ chức Hồi giáo IS đã tiếp tục hành quyết 3 con tin người Iraq, trong khi số phận của viên phi công người Jordan vẫn là một bí ẩn. Những hành động tàn bạo liên tiếp của IS đã khiến sự căm phẫn của cộng đồng quốc tế lên cao đến mức đỉnh điểm. Nhiều quốc gia đã cùng lên tiếng thể hiện quyết tâm bài trừ mầm mống độc hại này. Trước những lời cảnh báo của IS rằng sẽ tiếp tục tiến hành thêm các vụ tấn công, chính phủ Nhật Bản cho biết đang áp dụng mọi biện pháp để đảm bảo an toàn cho công dân nước này ở cả trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để xây dựng nên một nền tảng vững chắc cho việc đảm bảo an toàn cho các công dân Nhật Bản. Đây là cách để loại trừ chủ nghĩa khủng bố và chúng tôi sẽ chiến đấu với chúng đến cùng. Chính phủ Nhật Bản cũng đề nghị các đại sứ quán và lãnh sự quán trên toàn thế giới tăng cường an ninh để bảo vệ các công dân nước này, đồng thời ban bố khuyến cáo đối với công dân Nhật Bản ngay lập tức sơ tán khỏi Iraq và Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jafari cho rằng cuộc chiến với IS chính là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang xảy ra với nhân loại. Thực tế là chúng ta đang ở trong tình trạng của thế chiến thứ ba. Chợ, trường học và mọi khu vực mà người dân thường qua lại đang bị đe dọa. Tôi tin rằng mối quan tâm chính của các nước phương Tây và Liên minh châu Âu là chuẩn bị đối phó với mối đe dọa này bởi sự hiểm nguy đã xảy ra ở một số thủ đô của châu Âu. Trước đó, trong chuyến thăm đến Australia, Ngoại trưởng Anh Hammond cũng khẳng định cuộc chiến chống tư tưởng cực đoan sẽ kéo dài qua các thế hệ và cộng đồng quốc tế sẽ phải chống lại cuộc chiến này, không chỉ ở Trung Đông. Đây là một thách thức lớn, cần các nước đoàn kết, phối hợp để vạch ra biện pháp ngăn chặn mối đe dọa khủng bố đang lan rộng ra khắp nơi trên toàn cầu. Vào tối ngày hôm qua, tại trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng ngay giữa khu vực mua sắm đông đúc. Vụ việc chỉ khiến một người đàn ông bị thương nhẹ, song an ninh đã ngay lập tức được thắt chặt tại khu vực xảy ra vụ việc. Vụ nổ xảy ra lúc 8 giờ tối ngày hôm qua gần trung tâm mua sắm Siam Paragon, có đông du khách và dân địa phương qua lại. Theo kết quả điều tra bước đầu của cảnh sát Thái Lan, nghi phạm của vụ đánh bom là hai nam giới. Tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia Thái Lan Simoot cho biết, kẻ gây ra vụ nổ này có thể không chủ định gây sát thương mà chỉ nhằm phô trương thanh thế và làm cho người dân hoang mang. Hiện Thủ tướng Thái Lan đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát tăng cường các biện pháp an ninh chặt chẽ trên phạm vi toàn quốc để ngăn chặn những vụ bạo lực tương tự, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc này. Sau kết thúc thất bại của cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề hòa bình tại miền đông Ukraine diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus, tình hình tại khu vực này tiếp tục rơi vào bạo lực. Theo hãng tin Reuters của Anh, chỉ trong vòng 24 giờ qua đã có thêm hàng chục dân thường thiệt mạng. Trong cuộc đối đầu giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ, thành phố Debaltseve thuộc tỉnh Donetsk đã trở thành điểm nóng mới khi các trận pháo kích diễn ra dữ dội giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập. Hiện lực lượng ly khai đang cố gắng siết chặt vòng vây đối với quân đội chính phủ nhằm giành quyền kiểm soát các tuyến giao lộ và đường sắt chiến lược tại đây. Giao tranh diễn ra ở Debaltseve đã khiến số thương vong từ các cuộc đụng độ tiếp tục tăng lên. Phía quân đội của Ukraine cho biết 13 binh sĩ đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Trong khi đó, theo lực lượng ly khai, các cuộc pháo kích của phía chính quyền Kiev khiến ít nhất là 17 thường dân thiệt mạng. Cuộc sống của chúng ta luôn có những điều kỳ diệu. Trường hợp của một cô gái ở thành phố Xi'an, tỉnh Shanxi, Trung Quốc là một ví dụ. Bị bắt cóc từ khi mới 6 tuổi, nhưng cô đã dựa vào ký ức tuổi thơ của mình để tìm cách trở về với gia đình sau 10 năm lưu lạc. Cuộc hành trình kỳ diệu này đã nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng Trung Quốc. Cảnh sát tỉnh Shanxi, Trung Quốc mới đây đã giúp một thiếu nữ 16 tuổi trở về với gia đình sau gần 10 năm bị bắt cóc. Chen Ying bất ngờ bị mất tích khi đang trên đường từ trường về nhà vào ngày 18 tháng 10 năm 2005. Sau khi hay tin con gái biến mất, cha cô là ông Sheng Yu đã cố gắng học cách lên mạng Internet mở blog, đăng tin tìm người thân. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông đều không đem lại kết quả. Nghi ngờ con gái đã bị bọn buôn người bắt đi, ông Sheng Yu đã thông báo cho cảnh sát. Tuy nhiên họ không lần ra manh mối. Từ sau khi mất con gái, cuộc sống của cả gia đình tôi đã bị đảo lộn.
10 năm sau, khi cả gia đình đã hoàn toàn vô vọng, một phép màu bất chợt xuất hiện. Vào một ngày cuối năm 2014, ông Trang tình cờ đọc trên mạng và được biết có một cô gái đang muốn tìm lại người thân và cho biết mình bị người ta bắt đi khỏi làng từ khi còn là một đứa trẻ. Vào tháng 10 năm 2005, trong khi tôi đang chờ người nhà đến đón sau giờ tan học, thì một người phụ nữ đột nhiên tiến tới và nói rằng mẹ tôi bận, không thể đón tôi được. Tôi đã đi theo người phụ nữ lạ mặt đó và gần 10 năm trôi qua, tôi không thể gặp lại bố mẹ của mình. Nhận thấy sự giống nhau giữa câu chuyện của cô gái trẻ trên mạng và trường hợp của con gái mình, ông Trang Ju đã lập tức báo cảnh sát. Sở Cảnh sát thành phố Xi'an sau đó đã thành lập đội điều tra và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thì tìm thấy cô. Sau khi kiểm tra ADN, kết quả cho thấy họ là cha con. Được biết, cảnh sát đã bắt giữ 6 người, bao gồm bố mẹ nuôi của cô do bị nghi ngờ đã bắt cóc cô 10 năm trước. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Những Cái Cuộc Sống ngày hôm nay của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.